Vâng, xì xô thứ 3 cái này cái này phải lỗi 09. Anh em báo là đang dùng bị và đã xử lý ok nhá. Trên cái dòng này thì cái bệnh đặc trưng sau cái bệnh đặc trưng sau một thời gian dùng của cái dòng siso này, nó tùy hàng mới, bãi hàng mới thì chúng ta mua về dùng vài năm, bãi thì cũng hên xui, có máy dùng rất bền nhưng mà có máy thì nó sẽ thời gian nó sẽ lỗi, và khi lỗi thì nó rất hay bị cái lỗi 09. Có một số trường hợp nó sẽ hiển thị loạn ký tự, có một số trường hợp sẽ sôi lổ mất tiếng mất nguồn, một số trường hợp sẽ báo những cái lỗi khác như lỗi 10, lỗi 21, lỗi 18, 19. Đấy, mình cắm phần mềm tắt này. Máy nhận cho đêm cho. Đó là mọi người cần hỗ trợ sửa lỗi 09 trên dòng vang Siso T3 thì cứ liên hệ mình sẽ tư vấn theo số máy mình để lại trên tiêu đề của video để gặp trực tiếp nhân viên. Và những ai chưa đăng ký kênh, mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh nhé. Mình sẽ cố gắng cập nhật các video về sửa chữa lỗi, sửa lỗi các cái dòng máy lịch sử kênh cho mọi người cùng tham khảo. Và những ai yêu quý kênh thì tham khảo kênh nhé, đăng ký kênh để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video.